Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 21 tháng 7 năm 2020. Hãy đánh thức tâm hồn hỡi ai đang ngủ quên. Tiếng Chúa đang gọi mời những ai đang ưu phiền. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương trong tâm hồn. Hãy tin thác nơi Ngài hỡi ai đang buồn đau. Chúa sẽ lau giọt lệ những ai đang âu sầu. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương để được Chúa yêu thương. Niềm tin tôi đã tin thơ vào lòng Chúa nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thơ vào vinh Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy bước đi trở thành con người mới. Bao lòng Chúa nhân từ, niềm tin tôi đã tin đó, và tin Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy, bước đi làm nhân chứng giữa đời. Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 21 tháng 7 năm 2020. Mời anh chị em chúng ta cùng mở sách Ngôn Sứ Mi-kha, chương 7 câu 14 đến câu 15 và chương 18 đến câu 20. Bài đọc 1 năm chẵn của ngày thứ 3 sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Mi-kha chương 7 câu 14 đến câu 15, câu 18 đến câu 20. Bài trích sách Ngôn Sứ Mi-kha. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân, là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cốp và tình thương cho Áp-ra-ham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 câu 46 đến câu 50. Matthew 12 46 đến 50. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay sau khi đọc tin mừng,
chúng tôi sẽ đọc thêm câu "Đó là lời Chúa" để anh chị em xác tín rằng đó là lời Chúa, không phải lời của tôi. Lời mà tôi vừa mới đọc đó là lời của Chúa nói với tôi, nói với anh chị em, những người đang nghe lời Chúa đây. Lời mà anh chị em vừa nghe đó là lời Chúa, chứ không phải cầm cuốn sách giơ lên nói rằng đó là lời Chúa. Không phải. Đọc xong thì ngước mắt lên và nói với cộng đoàn rằng đó là lời Chúa, chứ không phải cầm cuốn sách mà giơ lên bảo rằng đó là lời Chúa. Cuốn sách là cuốn sách ghi lại lời Chúa, chứ cuốn sách không phải là lời Chúa. Lời mà chúng ta vừa mới được nghe, vừa được công bố, gọi là công bố lời Chúa, chứ không phải là đọc lời Chúa. Cho nên người được lựa chọn giữa cộng đoàn mà lên công bố lời Chúa phải cảm thấy rằng là đây là một cái sứ vụ, đây là một cái sứ mạng mà Chúa trao cho tôi được thay mặt cộng đoàn để công bố lời Chúa cho mọi người. Cho nên người mà được chọn để đọc sách thánh không phải là người có chức có quyền, không phải là người có tiền có bạc. Có người đến nói: "Thưa cha, cho con đọc sách thánh." "Và sao lại chị lại muốn đọc sách thánh?" Bảo: "Thưa cha, vì con muốn được đọc sách thánh." Ý của chị là muốn đọc sách thánh để cho người ta biết chị là ai. Chị là người đang giữ chức vụ này, giữ chức vụ nọ, giữ chức vụ kia. Chị là người có tiền, chị là đại gia, chị là người đẹp. Cho nên có nơi ghi đọc sách thánh mở ngoặc hoa hậu áo dài. Ủa tôi, hoa hậu áo dài thì cậy hoa hậu áo dài chứ. Có là gì đi nữa thì cũng chỉ là người công bố lời Chúa. Cái chính là lời Chúa được công bố, chứ không phải cái chính là cái người nào đọc lời Chúa. Cho người ấy có là ông chúa, có là bà hoàng, có là đại gia, có là hoa hậu, có là con ông cháu cha đi nữa, thì cũng chỉ là người công bố lời Chúa mà thôi. Cái chính là lời của Chúa. Người công bố chỉ là cái loa mà có gì mà hãnh diện, cái loa mà có gì mà phải tỏ ra ta đây, phải súng sính đi từ dưới đi lên, rồi đi cái guốc cao gót nó cứ dậy cạch 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 cạch, cái nhà thờ im lặng, tự nhiên nghe từng, không phải là từng bước thầm mà cạch cạch cạch, đoàn quân tuần đôn tuần, y như là quân đội đang tiến lên, cạch cạch cạch. Nó chi chí lắm, thưa anh chị em, nó chi chí lắm. Thế nên là mình đừng hãnh diện vì mình được công bố lời Chúa, vì mình được chọn, vì mình đẹp, vì mình có tiền, vì mình có quyền. Có người còn khoe là hôm nay con mới đi ra ngoài linh địa đọc lời Chúa, đi máy bay ra đọc lời Chúa, xong đi máy bay bay về trong ngày. Một bạn đọc lời Chúa tốn mất 10 triệu vé máy bay, mặc vest đóng thùng vô, sức nước thơm đầu bóng nhảy ra đọc lời Chúa để khoe. Không phải. Quan trọng là lời Chúa. Mà đối với người đọc lời Chúa, đối với người công bố lời Chúa, thì câu hỏi đặt ra là: tôi công bố lời Chúa, tôi đọc lời Chúa, trước khi công bố lời Chúa, trước khi đọc lời Chúa, tôi có cầu nguyện trên lời Chúa mà tôi sẽ đọc hay không? Có những người lên rồi còn mở không biết là trang nào. Có những người lên lấy cái kiếng ra rồi lau rồi đưa lên, làm bao nhiêu người lo ra chi chí. Có những người tôi đưa sách thánh bảo chốc nữa là tới phiên của em, hay là phiên của ông, hay phiên của cô đọc lời Chúa, bây giờ cầm ra đọc cẩn thận, coi thật kỹ để chốc lên không có bị loạn quạng. Ôi dễ mà cha, liếc qua một cái rồi tôi cầm lên, tôi nói không được phép. Lại ghế cầm cuốn sách ngồi xuống đọc đàng hoàng cho tôi và cầu nguyện trên lời Chúa mà mình sẽ công bố. Mình có xác tín vào điều mà mình công bố hay không? Không thì thôi.
đưa người khác. Không phải có tiền, có quyền, có chức để mà đọc lời Chúa. Không cần, tôi không cần những người đó. Mà phải là người sắc tín vào điều mình đọc. Tôi công bố một điều mà tôi không tin điều đó thì tôi công bố làm gì? Tôi nói về một đấng, nói thay cho đấng ấy, mà tôi không yêu mến đấng ấy, tôi không biết đấng ấy, tôi không nói chuyện trước với đấng ấy thì nói cái gì? Đâu phải tôi có tiền, có quyền, có chức rồi tôi sống xa sung sính lên rồi tôi đọc lời Chúa để mà quay phim chụp hình, để mà hãnh diện với người khác, mà tôi không sắc tín vào điều tôi đọc. Tôi không tin vào đấng mà tôi công bố. Và nhất là, cái này tôi đấm ngực tôi trước, xin lỗi anh chị em, tôi có sống được lời tôi vừa mới công bố hay không? Tôi có sống được điều tôi vừa công bố hay không? Tôi có cầu nguyện với Chúa là xin Chúa cho con được tập tành sống được lời mà con sẽ công bố hay không? Và xin Chúa tha thứ cho con vì con không sống được điều đó. Con đọc là bổn phận, nhưng thực sự ra con chưa sống được. Con xin lỗi Chúa, xin lỗi cộng đoàn. Và thấy xấu hổ khi đọc chứ không phải là hãnh diện. Thấy mắc cỡ chứ không phải là ta đây. Thấy muốn giấu mặt đi chứ không phải là dương mặt lên để cho video chụp hình nó rõ ra. Thấy xin Chúa và anh chị em tha thứ cho. Chỉ muốn mang cái mặt nạ lên mà đọc thôi. Chứ không phải là đánh son đánh phấn thật đậm đặc vào mà đọc. Xin Chúa tha thứ cho con. Vì con không xứng đáng công bố lời Chúa. Vì con đã không sống lời của Chúa. Bây giờ con đọc đây. Con công bố lời Chúa đây cho cộng đoàn, cho anh chị em của con. Cũng là con đang nói với chính con. Cũng là lời của Chúa đang nói với con đây. Chúa ơi, xin Chúa thương xót con, tha thứ cho con. Vì sao? Vì Chúa nói, đây là mẹ tôi, đây là anh chị em tôi. Phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi. Ý muốn của cha tôi là gì? Là lời của Chúa được công bố đây này. Là lời của Chúa mà Chúa Giêsu đang nói với tôi đây này. Là chính Chúa Giêsu đây này. Là lời của Thiên Chúa đấng xuống thế làm người, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận người thì người ban cho họ được làm con Thiên Chúa. Tiếp nhận người tức là đón nhận lời của Ngài. Mà đón nhận lời của Ngài là để lời của Ngài soi sáng, lời của Ngài hướng dẫn cuộc sống của mình đây. Thì người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Vì vậy mà giáo hội mới càng ngày càng nâng vai trò của lời Chúa trong phụng vụ. Lời bữa, hai bữa tiệc lời Chúa và mình Chúa. Ngày xưa lời Chúa công bố bằng tiếng Latin nguyên bản, người nghe và người đọc chẳng ai hiểu gì cả. Ngày hôm nay lời Chúa được dịch ra tiếng địa phương, ngay cả tiếng dân tộc nữa, để mọi người còn được nghe lời của Chúa nói với mình, có thể hiểu được lời ấy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bằng ngôn ngữ mà mình có thể hiểu được. Vì không hiểu được thì làm sao mà sống? Có hiểu, có nhớ, có thấm, rồi khi gặp những sự cố nào đó mình phản xạ hoàn toàn là theo lời của Chúa. Tôi đang giận đây mà tôi muốn tha thứ cho người, sức tôi không thể tha thứ được, thì tôi thấy lời của Chúa nói rằng là ai tha thứ cho người sẽ được Chúa thứ tha. Vì nếu anh em không tha thứ cho người khác thì làm sao cha anh em trên trời tha thứ cho anh em được. Tôi đang muốn vơ vào đây, tôi đang muốn tích cóp đây, tôi chỉ muốn giữ lấy tiền của đây cho bản thân tôi. Thì lời Chúa nói với tôi rằng là cho thì có phúc hơn là nhận. Hỡi người khởi dạy, người tích chữ của cái đời này, liệu đêm nay mà người ta đến ta gọi người đi, đêm nay ngươi phải chút hơi thở cuối cùng, phải từ giã cuộc đời này, thì cái của cải tài sản ấy ngươi để cho ai?
Vậy thì hãy tích trữ những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không thể lấy làm hại đi được, có thể lấy đi được. Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Mỗi lần gặp cái gì đó thì lời Chúa lại soi sáng hướng dẫn của tôi. Và khi tôi sống được như vậy thì tôi đang là người gắn bó mật thiết với Chúa, mà Chúa gọi đó là anh chị em tôi, là mẹ của tôi. Tôi có nhận ra cái hạnh phúc, cái sung sướng đó không? Tôi có thiệt thòi gì khi tôi sống lời của Chúa hay không? Tôi có mất mát gì khi tôi sống lời của Chúa hay không? Vì khi mà tôi sống lời của Chúa thì tôi được nên một với Chúa Giêsu, tôi được trở thành người ruột thịt với Chúa Giêsu, được Chúa gọi là đây là anh em tôi, là chị tôi, là mẹ tôi. Có thấy rõ cái hạnh phúc sung sướng của tôi không? Vì thế mà mỗi ngày chúng tôi cất công và rất sung sướng để làm công việc này, là trao gửi, trân trọng trao gửi đến anh chị em những món quà, món ăn tinh thần, đó là lời Chúa. Đó là sống đúng, sống đẹp. Đó là chuyện đời, chuyện đạo. Mà quan trọng nhất là lời Chúa. Chúng tôi cố gắng trò chuyện nó bằng tiếng Anh để cho những người nước ngoài, những anh chị em sống ở nước ngoài, người Việt Nam mà không biết được tiếng Việt, không thạo tiếng mẹ đẻ, có thể nghe và hiểu được. Cố gắng hết sức mình và làm với tất cả niềm sắc tín, với tất cả niềm vui, với tất cả lòng thành để trao gửi đến anh chị em trân trọng. Khi có những anh chị em nhắn thôi, cha đừng gửi nữa. Có những người nói thì cha con gửi đi bị trả về nhiều. Có những người bị delete, bị xóa bỏ. Những người rút khỏi nhóm vì không muốn nhận những cái bài đó. Thôi, hạt giống gieo trên đất tốt, gieo trên đá sỏi tùy. Vậy đường cũng được, cứ gieo đi. Buồn chút rồi thôi. Còn cả trăm người, cả ngàn người, cả chục ngàn người nhận cơ mà. Một hai người rút thì có gì đâu, có gì đáng buồn đâu, có gì phải bận tâm. Mưa xuống, ai không hứng thì nước không vào. Có gì đâu mà lo. Mà mỗi người phải chịu trách nhiệm về chuyện mà mình được trao lời của Chúa mà không đón nhận. Và những người đón nhận lời của Chúa thì cũng sẽ phải trả lời trước mặt Chúa là con có làm cho hạt giống lời Chúa sinh hoa kết quả, hạt 50, hạt 60, hạt 100 hay không? Con có share đi, con có send đi, con có gửi đi, con có chuyển đi cho những anh chị em khác không? Để họ được biết đến lòng thương xót Chúa, biết được lời của Chúa hay không? Mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân, là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba San và Ga-la-át như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Ngài không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng con, tội lỗi chúng con Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng con Ngài ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Áp-ra-ham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Ngài không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng con, tội lỗi chúng con Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng con Người ném xuống đáy biển. Vì Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, con tin thác vào Chúa. Amen. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 21 tháng 7, Thánh Lorenzo Brindisi. Cho dù đời ngập bao sóng gió, cho dù đời ngập bao
Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 21 tháng 7, Thánh Lorenzo Brindisi. Cesare Rossi sinh năm 1559 tại Brindisi, nước Ý. Brindisi là một phần lãnh thổ của tiểu quốc Napoli. Cesare nhận tên là Lorenzo khi trở thành một tu sĩ dòng Cappuccino Francisco lúc 16 tuổi. Sau đó, ngài được gửi tới trường Đại học Paris để học các môn thần học, triết học và kinh thánh. Lorenzo cũng học các tiếng Latin, Hy Lạp, Hebrew, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Syri nữa. Sau khi thụ phong linh mục, Thánh Lorenzo Brindisi đã trở thành một thầy dạy danh tiếng. Vì biết nhiều ngoại ngữ, Thánh Lorenzo đã có thể tiếp cận với nhiều người khác nhau. Rồi Lorenzo được sai đi thiết lập tu viện của dòng tại nước Áo. Vua nước Áo Rudolf II không muốn cho hội dòng đến đất nước của ông. Nhưng sự quan tâm và dịu dàng của Thánh Lorenzo đối với các bệnh nhân dịch tả đã khiến cho Hoàng đế Rudolf cuối cùng phải ưng thuận. Tiếp đến, Hoàng đế lại xin Thánh Lorenzo Brindisi thuyết phục các ông hoàng nước Đức chinh phạt quân Thổ, vì Thổ đang tìm cách chinh phục nước Hungary. Và Lorenzo đã thuyết phục được các ông hoàng bên Đức. Tuy nhiên, các thống lãnh đã nài xin Thánh Lorenzo cùng họ ra trận để chiến đấu và chiến thắng. Khi các binh lính thấy lực lượng đông đảo và hùng hậu của quân Thổ, chân tay họ đã bủn rủn và muốn bỏ cuộc. Vì thế, Thánh Lorenzo đã phải cưỡi ngựa đi trước đoàn quân. Lorenzo chỉ được trang bị bằng một cây thánh giá duy nhất. Rồi các binh sĩ Đức lấy lại nhuệ khí và họ đã chiến đấu rất can đảm. Cuối cùng, quân Thổ hoàn toàn bị bại trận. Thánh Lorenzo Brindisi được hoan hô nhiệt liệt. Nhưng ngài chẳng bao giờ tự hào vì đã thành công. Lorenzo Brindisi đặt tin tưởng nơi Chúa là đấng đã ban cho ngài chiến thắng. Năm 1602, Thánh Lorenzo Brindisi được cử làm tổng đại diện của hội dòng. Thánh nhân đã làm việc, giảng dạy và viết sách để truyền bá tin mừng. Thánh nhân cũng thực hiện những cuộc đàm phán hòa bình quan trọng tại Munich ở Đức và Madrid ở Tây Ban Nha. Các vị lãnh đạo của những nơi này đã lắng nghe Lorenzo Brindisi và kết quả rất thành công. Sau đó, Thánh Lorenzo Brindisi trải qua một cơn bạo bệnh. Thánh nhân đã kiệt lực đang khi du lịch trong cái nóng mùa hè khắc nghiệt. Lorenzo Brindisi qua đời vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật của ngài, 22 tháng 7 năm 1619. Lorenzo Brindisi được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh năm 1881. Đến năm 1959, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã ban tặng Thánh Lorenzo Brindisi danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Cầu nguyện là bí quyết để thành công trong cuộc sống. Chúng ta hãy nài xin Thánh Lorenzo Brindisi giúp chúng ta mỗi ngày biết dành ra một chút thời giờ để trò chuyện với Thiên Chúa. Và khi thành công một việc gì, noi gương Thánh Lorenzo Brindisi dù được hoan hô nhiệt liệt nhưng chẳng bao giờ tự hào vì đã thành công, vì đã làm được việc này việc nọ. Lorenzo đặt tin tưởng nơi Chúa là đấng đã ban cho ngài chiến thắng, ban cho ngài thành công. Và Lorenzo Brindisi
đã là người làm việc giảng dạy, viết sách để truyền bá tin mừng và thực hiện những cuộc đàm phán hòa bình rất quan trọng ở Đức, ở Tây Ban Nha, và các vị lãnh đạo ở những nơi này đã lắng nghe Lorenzo Prinzidi và kết quả rất thành công. Thưa anh chị em và các bạn, đấy là cuộc đời của Lorenzo Prinzidi, một vị thánh thành công rực rỡ và là người đàm phán cũng rất thành công, nhưng luôn luôn đặt tin tưởng nơi Chúa và không bao giờ tự hào vì những thành công của mình, và luôn hăng say giảng dạy, viết sách để truyền bá tin mừng. Điều đó Đức Hồng Y Tagli, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã nhắc nhở chúng ta là những người đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Giáo hội tại Á Châu cần lắng nghe phụ nữ và giới trẻ nhiều hơn. Phát biểu trong buổi khai mạc khóa học thường niên lần thứ 24 của Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019, tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu Philippines, Đức Hồng Y Luis Anthony Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã khuyến khích các giám mục Á Châu gia tăng vai trò của giới trẻ và phụ nữ trong lĩnh vực truyền thông. Khi nhận thấy các tham dự viên đều là nam giới, Đức Hồng Y Tagle nói đùa rằng các phụ nữ là những nhà truyền thông tốt nhất. Nhưng hãy nhìn chúng ta ở đây, những người không chỉ là nam giới mà còn là độc thân nữa. Mỗi lần tôi gọi điện thoại về thăm bố mẹ tôi, thì bố tôi chỉ nói vài câu, con hả, con khỏe không? Và sau đó chuyển điện thoại ngay cho mẹ tôi. Với mẹ tôi thì thông tin, chuyện vãn ra như không có điểm dừng vậy. Từ đây, Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo khẳng định, do vậy, chúng ta cần các bà mẹ, người trẻ, vốn là những người thông thạo về thế giới kỹ thuật số. Khi họ được đào luyện dưới ánh sáng tin mừng, thì họ sẽ chia sẻ và trao cho chúng ta nhiều lời khuyên hữu ích. Điểm thứ hai mà Đức Hồng Y Tagle nhắn nhủ đến các tham dự viên khóa học thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đó là lắng nghe. Lắng nghe. Đức Hồng Y mời gọi các tham dự viên nuôi dưỡng một đời sống tâm linh biết lắng nghe lời Chúa, lắng nghe tiếng tha nhân và các dấu chỉ của thời đại. Đức Hồng Y nói, truyền giáo là truyền thông. Thiên Chúa là một Thiên Chúa thông tri, tương tác và đối thoại. Nhưng Thiên Chúa cũng là một vị Thiên Chúa luôn lắng nghe. Chia sẻ về con người thời đại hôm nay, Đức Hồng Y Tagle nói, tất cả chúng ta luôn ở tư thế vội vã, hấp tấp để nói điều gì đó, để đưa ra một phát biểu về một điều gì đó, mà thậm chí chúng ta chưa nghe biết và không hề biết đến nó. Lắng nghe là bước đầu tiên và cần thiết trong việc loan báo tin mừng. Lắng nghe là bước đầu tiên và cần thiết trong việc loan báo tin mừng. Rất nhiều người mong mỏi một cá nhân hay một cộng đoàn biết lắng nghe. Thậm chí khi chúng ta không nói một lời nào, nhưng chúng ta giao tiếp với mọi người bằng sự hiện diện và chú tâm, bằng lòng trắc ẩn và sự hiệp thông hiệp nhất của mình. Về điểm này, Đức Giáo Hoàng Francisco là mẫu gương, là người luôn cổ suý cho văn hóa tương tác giữa người với người. Khi Ngài muốn gặp gỡ mọi hạng người, không loại trừ ai, nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ về tình liên đới. Sau hết, trước những thách đố của việc loan báo tin mừng trong thời đại kỹ thuật số, Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo mời gọi, sống trong môi trường nhiễu nhương của thời cách mạng kỹ thuật số, thời đại của trí tuệ nhân tạo, các Kitô hữu chúng ta được mời gọi thăng tiến các hình thức khác của trí tuệ
như trí tuệ mang tính tương quan để khích lệ và truyền cảm hứng cho con người, tạo lập một bầu khí tin cậy lẫn nhau. Nếu không có điều này, các nhà truyền thông sẽ không thể vượt thắng được những ý niệm phức tạp khôn lường khi đối diện với những đòi hỏi của thời đại kỹ thuật số. Trí tuệ trong tương quan sẽ cho phép các cộng đoàn ngăn ngừa các xung đột trước khi chúng nảy sinh và phát triển. Thế giới ngày nay có quá nhiều sợ hãi, nghi kỵ và thành kiến khiến người ta không còn biết tin vào ai nữa. Chúng ta cần những con người có khả năng tạo lập bầu khí tin tưởng lẫn nhau. Thưa anh chị em, Thánh Lorenzo Brindisi là người giảng dạy, viết sách để truyền bá tin mừng và thực hiện những cuộc đàm phán hòa bình quan trọng. Các vị lãnh đạo của những nơi này đã lắng nghe Thánh Lorenzo và nhờ đó đạt được những kết quả tốt đẹp. Đó là thời Thánh Lorenzo, thế kỷ thứ 16. Sang thế kỷ thứ 21, Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, cũng nhấn mạnh lại Thiên Chúa là một Thiên Chúa luôn lắng nghe. Lắng nghe là bước đầu tiên và cần thiết trong việc loan báo tin mừng. Ngày hôm nay, chúng ta cái gì cũng vội vã, cũng hấp tấp để nói, để phát biểu một cái điều gì đó mà đôi khi chúng ta chưa nghe biết và không hề biết đến nó, mà cũng cứ nói, cứ phát biểu. Lắng nghe, hiện diện, đó là điều quan trọng. Lắng nghe là bước đầu tiên và cần thiết trong việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, nhấn mạnh điều đó. Rất nhiều người mong mỏi một cá nhân hay một cộng đoàn biết lắng nghe. Thậm chí không cần nói gì cả, chỉ cần hiện diện, quan tâm với lòng trắc ẩn và sự hiệp thông đã là một thông điệp mạnh mẽ lắm rồi. Và Đức Hồng Y đã nêu gương Đức Giáo Hoàng Francisco là mẫu gương đó, luôn luôn quan tâm, hiệp thông và liên đới với mọi thành phần, mọi hạng người, không loại trừ một ai. Và nhờ biết lắng nghe, nhờ biết hiện diện, nhờ biết cảm thông, người ta tạo ra một bầu khí tin cậy lẫn nhau. Đức Hồng Y nêu lên một thực tế: thế giới ngày nay có quá nhiều sợ hãi, nghi kỵ và thành kiến khiến người ta không còn biết tin vào ai nữa. Chúng ta, những Kitô hữu, nhất là những tông đồ của lòng Chúa thương xót, những người cầu nguyện lòng Chúa thương xót, những người đi loan báo, những người đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót, cần phải có khả năng tạo lập bầu khí tin tưởng lẫn nhau, lắng nghe nhau, hiện diện với nhau, cảm thông, chia sẻ, liên đới với nhau. Đó là thực hành lòng Chúa thương xót. Đừng vội nói, đừng vội phán quyết, đừng vội kết án, đừng vội đưa ra kết luận nào trước khi lắng nghe, trước khi hiện diện, quan sát tận nơi, tận chỗ, với một trái tim dầu lòng trắc ẩn, với một quả tim tràn đầy lòng thương xót. Như vậy thì mới tạo được bầu khí tin tưởng lẫn nhau. Thế giới ngày hôm nay, người ta không còn biết tin vào ai nữa, vì lúc nào cũng đầy sợ hãi, nghi kỵ và thành kiến, ghen tương và đố kỵ. Xin Chúa cho mỗi người chúng con, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, những người cầu nguyện lòng Chúa thương xót, những người hàng ngày dìm mình và đại dương lòng Chúa thương xót, xin cho chúng con biết sống trung thực, biết sống thật, nói thật, biết cảm thông, nhất là biết lắng nghe với trái tim dầu lòng thương xót, để chúng con phá đi bầu khí sợ hãi, nghi kỵ và thành kiến, để chúng con tạo lập được một bầu khí tin tưởng lẫn nhau. Đó chính là chúng con đang sống, thực hành lòng Chúa thương xót. Amen. Sống đúng, sống đẹp, thứ ba, 21 tháng 7, 2020. Làm kẻ ngốc trên đời.
trường. Nhớ có mẹ ngày xưa sống trên luôn coi thương. Sống đúng, sống đẹp. Thứ ba, 21 tháng 7, 2020. Làm kẻ ngốc trên đời. Làm kẻ ngốc trên đời không phải thiệt thòi mà là trí tuệ. Người ta vẫn thường cho rằng sống ở đời cần khôn lanh một chút, như thế mới tránh khỏi bị thiệt thòi. Nhưng thông minh quá tất bị thông minh hại. Làm người ngốc một chút mới thực là trí tuệ. Làm kẻ ngốc trên đời không phải thiệt thòi mà là trí tuệ. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Con người sống trên đời ngốc nghếch một chút cũng chẳng vấn đề gì. Giản đơn một chút sẽ tốt. Không so đo tính toán, cuộc sống càng an nhiên tự tại. Quá tinh ranh, quá rõ ràng, quá lanh lợi, rồi sẽ có lúc tự khiến mình bị tổn thương, đau lòng, mệt mỏi và khổ sở. Bất luận là bạn bè, thân thích hay là người yêu, vợ chồng, ngô nghê một chút, nghĩ thoáng một chút mới có thể sống được với nhau lâu dài. Đó mới là am hiểu nhất. Chẳng ai thông minh hơn người khác bao nhiêu, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao nhiêu. Khi bạn bông đùa với người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ chẳng thể nhiệt tình, nghiêm túc với bạn. Khi bạn lừa gạt người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ đá bạn ra khỏi cuộc đời của họ. Người ngốc không có nghĩa là ngu xuẩn, chỉ là họ trung hậu với người khác mà thôi. Người ngốc không có nghĩa là mắt họ mù, chỉ là họ không muốn bóc mẽ mà thôi. Người ngốc không có nghĩa là họ dễ bị bắt nạt, chỉ là họ rộng lượng, nhẫn nhịn mà thôi. Có những lúc không tính toán, không tức giận là bởi vẫn còn tình nghĩa. Có những lúc mềm lòng, tha thứ là bởi tình yêu sâu sắc vẫn còn. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc không ngại mà nhượng lại họ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc không ngại mà khen ngợi họ vài câu. Với những người thích a dua nịnh hót, người ngốc lặng lẽ rời xa, không để ý tới loại người này nữa. Không phải bởi họ nhìn không thấu, mà chỉ là họ biết nhưng không nói ra mà thôi. Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Con người sống trên đời suy cho cùng cũng chỉ được vài chục năm. Thua thiệt một chút mà hạnh phúc, hà tất gì phải vì chút lợi ích cá nhân mà tính toán chi ly. Hà tất gì phải vì một chút tình mà nâng lên đặt xuống mãi không thôi. Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Với những người nhìn không thuận mắt, không để ý tới nữa là xong. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi.
buông tha chính mình cũng buông tha người khác. Làm người ngốc một chút kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi gì bao nhiêu. Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài, vật chất là những người ngốc nghếch. Thế nhưng, người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ. Tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình bị tổn thương mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở, bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn. Người tốt rồi sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp. Người ngốc cũng có niềm hạnh phúc riêng của người ngốc. Mà đôi khi những người khôn ngoan sắc sảo quá lại không thể nào có được đâu. Người ngốc cũng có niềm hạnh phúc riêng của họ. Mà đôi khi những người khôn ngoan sắc sảo quá không có được cái hạnh phúc này đâu. Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, tự tại, thản đãng. Người không so đo tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ hạnh phúc. Làm người ngốc một chút mới là hạnh phúc, thông minh quá chỉ mệt mỏi thân mình mà thôi. Làm người khờ khạo một chút sẽ hạnh phúc, sống quá thông minh sẽ mệt mỏi. Nghĩ quá nhiều, tâm trạng dễ phiền muộn. Quan tâm quá nhiều, dễ mẫn cảm, đa nghi. Bận tâm quá nhiều, dễ nghĩ đến được mất hơn thua. Chỉ là mình mệt mỏi mà thôi. Làm người ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới thì gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được thì có thể mỉm cười bỏ qua. Tình cảm không thể với tới được thì cũng có thể buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ càng rộng rãi, cũng dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoái hoạt. Làm người ngốc nghếch một chút, không đi so đo thì cuộc sống càng tự tại. Làm người ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn. Quá tính toán sẽ mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ, kẻ ngốc cũng không ngại mà nhượng lại họ vài phần. Có những người nhìn không thuận mắt thì không để ý tới nữa. Có chút lý lẽ nói không rõ ràng thì thôi, không giải thích nữa. Có chút tư tưởng nghĩ không thông thì thôi, không cần vướng bận nữa. Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm mới bền lâu hạnh phúc. Không cùng bạn bè tính toán chi ly thì tình bạn càng thêm vững chắc. Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ. Không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều. Xưa nay, có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Từ nay trở đi là một người khờ khạo, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng. Như vậy,
mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thông dong tự tại. Tuệ Tâm biên dịch. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ về sự ngốc nghếch khởi dại với sự khôn ngoan thông thái. Ngốc nghếch khởi dại, cái mà người ta bảo khôn em dễ bán, dại này khó mua. Cái dại, cái khờ, cái ngốc nghếch để có được cuộc sống thong dong tự tại, an nhàn thư thái, không tranh giành, không tranh hơn tranh thua, không so đo, không tính toán, chịu thiệt một chút, chịu lép vế một chút mà sống an nhàn. Cái dại đó khó mà mua lắm. Cái khôn ngoan lanh lợi, chỉ muốn hơn người, chỉ muốn phần lợi cho mình, chỉ muốn nổi nang hơn người, so đo tính toán từng ly từng tí, để ý từng câu từng chữ, lúc nào cũng tỏ vẻ là thông minh, lúc nào cũng phải tỏ vẻ là mình biết chữ, đối đáp lanh lợi, không có chịu thua ai, không chịu nhường ai một bước nào. Cái khôn ấy dễ bán, khôn em dễ bán, dại này lại khó mua. Cái mà những người sống thanh thản nói rằng, ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Đó là điều mà chính Chúa nói với chúng ta rằng, sự khôn ngoan trước mặt người đời chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Cái mà người ta cho là khờ dại trước mặt thế gian, ấy lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng bị người đời, người thế gian cho là khờ dại. Hê-rô-đê cho rằng Chúa khờ dại, hỏi không nói câu nào, chẳng biết gì mà nói. Người nhà thân nhân của Chúa cho rằng Chúa bị mất trí, khờ dại, cho nên tính nắm cổ lôi về nhà. Những lời giảng dạy của Chúa xét về mặt thế gian thường đi ngược dòng đời. Ai tát má bên phải thì dơ má bên trái. Sao mà khờ mà dại thế? Phải ăn miếng trả miếng chứ. Người làm đầu thì phải hầu hạ thiên hạ, hầu hạ anh em mình. Người càng làm lớn thì càng phải cúi xuống phục vụ người khác. Sao mà khờ dại thế? Làm lớn, có chức có quyền thì phải ăn sung mặc sướng chứ, phải chỉ tay năm ngón chứ, phải hét ra lửa chứ. Con đường rộng thênh thang thì lại dẫn đến hư mất. Con đường đưa đến hạnh phúc đời đời là con đường hẹp, là con đường chông gai. Ai dại gì mà đi vào con đường dại, hẹp con đường chông gai, cứ tìm đường rộng rãi thênh thang mà đi chứ. Rất nhiều, rất nhiều những lời giảng dạy và cuộc sống của Chúa ngược hẳn với những toan tính của thế gian. Và thưa anh chị em và các bạn, ngày hôm nay chúng ta đi vào con đường của lòng Chúa thương xót, cũng là cái con đường khờ dại đó. Cái con đường mà người ta cho rằng là những người khờ dại, là những người không biết khôn ngoan, không biết tính toán, cứ cắm đầu cắm cổ đi phục vụ, cứ cắm đầu cắm cổ làm, chẳng tranh, chẳng giành, chẳng muốn cò cựa với ai cả, cứ lặng lẽ chịu thiệt phần mình, chịu thương chịu khó, rồi người ta sỉ nhục, người ta phỉ báng, người ta loại trừ, người ta chống đối, cứ lặng thinh như con chiên hiền lành bị đem đi sấn lông làm thịt, mà không một lời mở miệng kêu tha trách móc. Con đường của lòng thương xót Chúa,
con đường nhẫn nhịn, con đường bình an. Chính khi mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, chấp nhận lột bỏ hết tất cả những sự khôn ngoan của thế gian, những toan tính của thế gian, chấp nhận chịu thương, chịu khó, chịu thiệt, lúc đó ta thấy được sự bình an sâu lắng nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, cuộc sống con vẫn ồn ào náo nhiệt, con vẫn bị mê hoặc bởi cái tôi, bởi những sục sôi nhiều ham muốn. Con cần trở về trong thinh lặng để sống với Chúa trong yên bình, để thấy rõ chính mình trong yên tĩnh, thinh lặng để gặp Chúa. Thiếu thinh lặng, con sẽ không gặp được Chúa. Tâm hồn con sẽ bồn chồn manh động và bung sung theo những thói thị phi. Thiếu yên lặng để nghe Chúa, con sẽ bị cuốn theo phù du thế tục, cũng ham mê những điều phàm tục. Thiếu trầm lặng để sống thuộc về Chúa, con sẽ sống như bao người đang sống, dễ vong thân xa lạc với chính mình. Thiếu tĩnh lặng để kín múc thần lực, con sẽ như muối không còn mặn, như men không còn nồng, như hạt giống vẫn trơ trơ. Thiếu bình lặng để quy hướng về Chúa, con sẽ luôn hối hả và đon đả, lo chạy tìm những cái trong thiên hạ, cứ ngỡ là vinh quang, vinh hoa, ai ngờ bả phù hoa. Xin cho con biết quý chuộng thinh lặng là sự đều đặn mỗi ngày kề bên Chúa. Xin cho con trở nên khờ dại, khờ khạo, ngốc nghếch trước mặt thế gian, để con là người được khôn ngoan trong lòng thương xót Chúa. Amen. Xưa Cang Thánh luôn can trường.